Chiều 30 tháng 12, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng đợt 5 năm 2023. Đến dự có đồng chí Võ Vĩnh Long, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, đồng chí Mai Thanh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đợt 5 năm 2023 được tổ chức từ ngày 25 đến 30 tháng 12, có 79 học viên là những quần chúng ưu tú, là khu đội trưởng, dự bị động viên và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 của 16 phường xã trên địa bàn thành phố. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập nghiên cứu các chuyên đề gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được tham quan Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận, giúp học viên củng cố thêm kiến thức về lịch sử hình thành văn hóa đa sắc tộc, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của tỉnh nhà. Qua đó, củng cố niềm tin và xây dựng động cơ phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong mỗi học viên. Kết thúc khóa học có 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trung tâm Chính trị thành phố khen thưởng cho 2 học viên xuất sắc và 14 học viên đạt loại giỏi.